Công an thành phố Hồ Chí Minh đã cấp hơn 80.000 giấy đi đường mẫu mới. Số giấy đi đường mới được công an thành phố Hồ Chí Minh cấp là hơn 80.000, trong đó số lượng giấy cấp cho nhóm 3A, nhân viên giao hàng của hệ thống phân phối, chiếm hơn 1 trên 2 tổng số giấy được cấp ra. Ngày 24 tháng 8, công an thành phố Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ cấp in gửi lại giấy đi đường có chữ ký, đóng dấu cho cơ quan đầu mối là các sở, ngành. Sau đó, sở, ngành gửi lại cho các cơ quan, đơn vị để chuyển lại cho cán bộ, nhân viên, thuộc đối tượng được phép ra đường theo công văn 2800. 2850 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, số giấy đi đường được cấp trong ngày là hơn 80.000 giấy, trong đó số lượng giấy cấp cho nhóm 3A, nhân viên giao hàng của hệ thống phân phối, chiếm hơn 1 trên 2 tổng số giấy được cấp ra. Nhóm này do Sở Công Thương chủ trì quản lý, cấp giấy, được phép hoạt động từ 6 giờ sáng đến 18 giờ chiều mỗi ngày trong địa bàn một quận, huyện. Từ 0 giờ ngày 25 tháng 8, tất cả đối tượng trong 17 nhóm tại công văn số 2.800 và nhóm bổ sung tại công văn 2.850 được phép di chuyển phải có giấy đi đường mẫu mới do phòng PC08 hoặc công an quận, huyện, thành phố thủ đức, phường, xã, thị trấn cấp, ủy ban nhân dân thành phố giao công an thành phố làm đầu mối in và quản lý cấp giấy đi đường cho các lực lượng theo nhóm được phép lưu thông. Tuy nhiên, nhiều đơn vị, cá nhân đã hiểu sai về vấn đề này công an thành phố được giao in và gửi giấy về các đơn vị đầu mối làm chủ quản để cấp cho cán bộ công nhân viên và doanh nghiệp các đơn vị đó quản lý công an thành phố không trực tiếp cấp giấy mà chỉ được giao in quản lý cấp giấy công an thành phố chỉ quản lý lượng giấy cấp ra bao nhiêu cấp cho đơn vị nào trong giấy có quy định một số nội dung về kỹ thuật để quản lý có mã qr code để người sử dụng quét và khai báo thông tin về cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư về phạm vi hiệu lực Giấy đi đường do phòng PC08 và công an cấp quận, huyện, thành phố Thủ Đức được ủy quyền ký có hiệu lực toàn thành phố. Giấy do trưởng công an phường, xã, thị trấn cấp được ủy quyền ký có hiệu lực trong phạm vi cấp huyện của nơi công an cấp xã đóng quân. Với các phương tiện vận tải hàng hóa trong thành phố, các xe vận tải hàng hóa đã được cấp mã QR code, được phép lưu thông theo khu vực, lộ trình, thời gian được cấp phép. Với các xe vận tải hàng hóa không được cấp mã QR code Tài xế và người ngồi trên xe phải có giấy đi đường theo quy định. Với người phương tiện chở oxy, thuốc men, vật tư y tế, các chốt, trạm kiểm soát của thành phố cho phép lưu thông khi có các giấy tờ chuyên môn, lý do đi lại như giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận chuyên môn, hợp đồng, hàng hóa. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.